Ok, trong cái video này thì mình sẽ nói qua về cái việc là mình xác nhận trong data frame. Với là ví dụ như khung lớn data frame mình đang là tăng hay đang là giảm thì khung bé mình bắt như thế nào? Như là mình mua và bán dựa theo những cái quy tắc gì? Dựa theo quy tắc như thế nào? Ok. Thì ví dụ như data frame của mình là mình sử dụng H4 đi. Mình dùng H4 là cái H tam phim của mình, cái H tam phim của mình đúng không? Thì trong H4 thì mình sẽ đi tìm cái gì, đi tìm xu hướng chính, nghĩa là cấu trúc chính của H4. Thì cấu trúc chính nó sẽ có cái gì, nó sẽ có là gì, à, tăng và giảm đúng không? Ok, tăng và giảm rồi, tăng đi, tăng và gì giảm. Rồi, thì mình sẽ đưa ra chiến lược giữa hai cái chân này. Thì trong một cái chân tăng của HTML thì chân bé nó sẽ có cái chân giảm hoặc là chân tăng ngược lại. Vì có nghĩa là gì? À, như cái video trước của mọi người đã xem của mình ấy, nghĩa là gì? Ok, chân lớn nó giảm như này. Và mình muốn sell ở đây đúng không? Mình muốn sell ở đây. Thì sao? Khung bé nó bắt buộc nó phải tăng lên để chạm vào đây để nó sell xuống đúng không? Thế thì đây cũng là tương tự như cái trường hợp như thế nào, tương tự như cái trường hợp như này. Ok, thế đây mình sẽ xét là cấu trúc chính, tức là cấu trúc là nó đang tăng hay đang giảm của H lớn, của khung lớn. Có thể là mọi người dùng D cũng được, hoặc là W kép hàng tháng tùy mọi người. Đấy, thì thường là mình sẽ dùng H4 và mình sẽ gì, sẽ xác nhận ở M15, à, ở M15, vì là những cái POI của mình ấy là mình chỉ lựa những cái POI từ M15 trở lên thôi, thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với những cái POI ở H1 hoặc là ở bên M1 hay là M5. Được chưa? Vì là M15 thì nó có thời gian để nó hình thành POI hơn, thì nó sẽ uy tín hơn những cái khung bé. Đấy. Ok, thì trong trong cái này thì mình sẽ chia ra là gì? À, mình sẽ xét là khung nhỏ hơn, ví dụ như M15. M15 nó đang tăng hay đang giảm? Đó là khung bé hơn đấy. Không bé hơn trong thời gian hiện tại là nó đang tăng hay đang giảm. Ví dụ đây là tăng, ok, đây là giảm. Với là không bé hơn đấy, không bé hơn trong cái tham phim to, à, thì là ma trận đấy. Rồi tăng, nếu M15 nó tăng, M15, rồi M15 nó tăng thì trong M15 đấy mình có được mua hay được bán hay không, thì là mua bán theo cái cách gì. À, ok, mình vẫn buy và sell được nhá. Thì buy khi nào? À, ok, mua mua khi mình có gì, à, giá phản ứng với POI chưa giảm thiểu thì nó sẽ tốt hơn với cái việc là bay cũ nhá. Chưa giảm thiểu có nghĩa là bay mới, còn giảm thiểu rồi có nghĩa là bay cũ. Thì nếu mà mình gặp một cái POI mà nó chưa test ấy, thì nó sẽ ok hơn, nó sẽ ok, nó sẽ tăng cái xác suất của mình lên cao hơn. Đó. Khi giảm thiểu và có chóc, thì chóc là nó có thể thay đổi xu hướng, mà nghĩa là nó lấy thanh khoản và nó có thể nó thay đổi xu hướng, thì mình sẽ đợi đợi một cái chóc tăng. Chốc tăng nha, mình mua mà. Chốc tăng ở đâu? M1. M1 với là mình đợi nó phản ứng ở M1. Ok không? Rồi. Bán thì sao? Bán thì sao? Với là mình đánh theo continue ấy. Đánh theo tiếp tục trend đấy, đúng chưa? Tiếp tục trend thì ok. Mình có thể làm gì? Mình có đợi, có thể là đợi chốc này, là đợi phá vỡ cú chốc này, đợi một cái SD clip này, đúng không? Thì đây cũng thế. Ok nào. Phản ứng với POI chưa giảm thiểu, bây giờ như trên ấy, thì mình đợi nó đảo chiều hay là mình đợi nó làm một cái gì ấy, thì tốt nhất là mình đợi nó phản ứng vào một cái bay thì nó sẽ ok hơn là tự nó giảm xuống mà nó chả chạm vào cái gì cả. Đấy, phản ứng với POI chưa giảm thiểu và có chóc ở M15, vì đây là mình đánh theo trend, mình đánh treo, à, mình đánh, đánh ngược lại, mà ngược lại ấy, thì mình lên là đợi chóc ở M15 thì nó sẽ uy tín hơn là đợi chóc ở M1. Còn cái mua này vì nó đang tăng mà mình mua thì
nó là đánh theo trend rồi, đánh theo theo trend rồi. Ok thì mình đợi màu một được, còn đây là mình đánh ngược trend, vì đây màu năm tăng mà mình muốn bán thì tất nhiên là nó phải gãy cấu trúc hoặc là nó quét thanh khoản thì mình phải đợi ở màu 15, nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều. Đây là một cái chốc giảm ở màu 15, giảm nha. Ok chưa? Đây, đây là với cái trường hợp tăng, trường hợp giảm thì mình ngược lại thôi, mình sẽ ngược lại. À, có nghĩa là như thế nào? Đấy, có nghĩa là gì? Nếu mà giảm thì sao? Mình mua, nhưng mà sao? Mình đánh ngược lại, nó đang là giảm mà. Nếu mình mua thì mình phải là gì? Ok, mua khi mà M15 nó có chốc tăng. À, ok, chốc tăng M15. Vì mình đang đánh ngược lại mà. Vì đây là trên 15 chân, 15 nó đang giảm mà. Thì nó giảm nó sẽ như thế nào? Nó đang giảm như này. Thì tất nhiên là mình phải đợi một cái chốc tăng như đây. Sau đó là mình mới mua lên. Đấy, thì có nghĩa là mình sẽ đợi một cái phản ứng. Đợi cái phản ứng có chốc. Rồi gì? Nó quay về rồi mình mua lên. Đấy. Bán thì sao? Bán thì cũng tương tự là mình chỉ cần đợi một cái nhịp mà chốc giảm mới ở M1. Ví dụ ở đây. Nó đang giảm này. Đấy thì có thể là mình có một cái tóc vào M1 đây thì ok mình tiếp tục mình bán nó xuống. Mình bán nó xuống. À, ok rồi. Ok. Đấy, mua thì sao? Đợi nó phản ứng chốc tăng ở M15. Còn bán thì sao? Phản ứng và có chốc giảm ở M1. Còn là không cần thiết với POI đi, chỉ cần mình đợi chốc là được, mình có thể là mình đợi 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 chốc thôi. Ok, còn có phản ứng thì càng tốt nhá, có phản ứng thì càng tốt. Ok chưa? Đây là cách rút gọn cho mọi người dễ hình dung. Ok chưa? Rồi với cái giảm thì sao? Nó cũng tương tự như thế này, nó cũng có là gì? Giảm thì trong giảm là có tăng. Đấy. Trong giảm thì cũng có gì mà M15 tăng và giảm đúng không? Thì đây cái này phải đảo ngược lại nó đúng hơn. Đấy, giảm. À, thôi, cái đề này cho thuận đi. Ok. Rồi, nếu mà M15 nó tăng thì sao? Mình mua khi nào? À, mình mua khi nào thì nó là ngược lại mà. Thì mình đang cái M15 nó đang tăng thì mình mua ấy, khi mà chỉ cần là M1 nó có chốc tăng là mình sẽ mua. Vì đánh theo trend, ok, đánh theo trend. Ok, M1 có chốc tăng. Rồi, bán thì sao? Sell khi gì? Vì mình đang là gì? Mình đang là một cái M15 tăng thì ok, sell khi chốc giảm M15. Ok chưa? Rồi, cái này thì sao? Tương tự. Với là giảm. Nó giảm mà mình muốn mua thì mình phải đợi ở chốc ở M15. Chốc M15. Là gì? À, bán khi mà M1 có chốc giảm. À, sell. Ok, nó sẽ như thế này. Thì đây là một cái quy tắc để mình có thể là hình dung được cách đánh theo những cái chân nhỏ hơn, có thể là áp dụng với M5 cũng được, hoặc là M30 hoặc là H1 tùy. Chứ cái này không không nhất thiết phải máy móc là ok H4 nhưng mà về M15 không cần thế. Ok chưa? Đấy thì như chảo vàng hôm qua đây. Đấy, ví dụ như hôm qua mình có ở đây là giá là gì, tiếp cận đến cái PY của mình đúng không, và đây quét thanh khoản ra đây. Ok, sau đó nó chạm vào PY rồi thì lúc này mình thấy là H4 nó đang là giảm đúng không, ok xin giảm mà H4 nó đang là giảm nào, phá vỡ nào. Đấy, đến đây thì sao, test cái vùng bay này đó và nó chưa xuyên được qua. Ok thì mình nhập về M15 để mình nhìn là ok hiện tại M15 nó đang là gì, đang là giảm đúng không, và vỡ cấu trúc mà rất là nhiều phá vỡ cấu trúc đúng không, thì tất nhiên nó là giảm đâu. Thì mình muốn mua thì sao, mình phải đợi nó có chốc ở M15, vì là M15 nó đang giảm, M15 nó đang giảm,
thì mình mua thì mình phải đợi chốc vào 15, thì chốc ít nhất là nó phải phá vỡ cái này đã, thì là nó phải vượt qua cái này đã. Ok rồi, chốc vào 15 này đấy, sau đó là gì, mình đợi tiếp tục là những cái đợt mà phá vỡ cấu trúc ấy, sau đó là mình nhảy vào mình tham gia vào một cái giao dịch. À, lúc đấy thì mình mới nhảy vào mình tham gia. Đấy, khi có chốc rồi thì ok, mình đợi cái gì, mình đợi nó phá vỡ cấu trúc thôi, như những cái setup bình thường là CE và ROE ấy. Đấy, thì mình sẽ áp dụng những cái đấy vào để mình gì, để mình tìm những cơ hội để mình giao dịch được, được chưa, tìm cơ hội để mình giao dịch được đó. Rồi đấy, thì mình sẽ có ok cầu của mình ở đây, ok chưa, và sau đó là mình mới mua lên, mình đã bắt vào mình mua lên đấy. Thì đấy là một cái setup, một cái ví dụ cho mọi người về cái việc là sử dụng những cái khung thời gian, như là sử dụng cái mindset của mình làm sao cho nó hiệu quả. Ủa đâu đây, đây là sử dụng cái mindset của mình làm sao cho nó hiệu quả nhất, thì mọi người sẽ sử dụng cái này đó. Có thể áp dụng không lớn được, không bé thì ok cũng được, nhưng mà tốt nhất là những cái POI ấy, hoặc là những cái vùng bay của mọi người mà mọi người muốn nó phản ứng ấy, thì tốt nhất là đợi ở M15 thì nó sẽ ok hơn. Mình có một cái video nói về cái việc là lựa chọn POI như thế nào cho nó hiệu quả rồi đấy. Ok, nếu mà ai mà chưa xem thì có thể là xem qua cái đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một subscribe, hoặc là chia sẻ cho mọi người, hoặc là chia sẻ cho những người khác. Ok, cảm ơn mọi người.